Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Năm vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến một bước ngoặt, một sự khởi sắc mới của loạt phim Super Sentai. Một series độc lạ, giàu năng lượng, gần như không giống với bất kỳ series Super Sentai nào trước đó trong suốt hành trình lịch sử và phát triển. Đó là Avatar Sentai Dawn Brothers, hay Chiến đội Bạo Thái Lang Dawn Brothers. Vậy, phần phim này hay dở ra sao? Có những điểm gì thu hút và những điểm gì còn làm chưa tốt? Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình cùng tìm hiểu và đánh giá nó nhé! Lưu ý, bài review sẽ spoil rất nhiều tình tiết của bộ phim. Các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục xem nhé. Đầu tiên như thường lệ, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Avatar Sentai Dawn Brothers là series Super Sentai thứ 46 dựa trên mô típ truyện cổ tích Cậu bé quả đào Momotaro của dân gian Nhật Bản. Phim do Toshiki Inoue viết kịch bản, Yuta Tasaki làm đạo diễn, có tổng thời lượng là 50 tập, phát sóng từ ngày 6 tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 2 năm 2023. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu và đánh giá cốt truyện của bộ phim nhé. Nhân vật trung tâm của phim là Momotaro, một người con của hoàng tộc Đô. 21 năm trước, cậu được gửi tới thế giới thông qua một cái nôi hình trái đào và được người đàn ông tên Momoji nuôi nấng. Ở giai đoạn hiện tại, các quái nhân Anoni trà trộn sống chung giữa thế giới loài người và những con người bị dục vọng chi phối trở nên mất kiểm soát sẽ bị biến hóa trở thành các Hitotsuki. Nhóm Dawn Brothers dẫn đầu bởi Momotaro và bốn người bạn đồng hành được lựa chọn sẽ cùng nhau chiến đấu để thanh tẩy cho những Hitotsuki trở về lại làm người. Ở phía đối nghịch chiến tuyến là nhóm não nhân tới từ thế giới nơi vận hành bằng sóng não của con người. Họ truy lùng và thanh trừng các Hitotsuki, giam cầm họ trong chiều không gian khác. Ở những tập sau này, có thêm một thế lực phản diện khác xuất hiện, có tên là thú nhân. Những kẻ được cho là hung bạo, hùng mạnh, không thể bị tiêu diệt với khả năng sao chép nhân dạng con người, gây nhiều khó dễ cho cả nhóm Dawn Brothers và não nhân. Nhìn chung thì đây là tổng thể cốt truyện của Dawn Brothers. Có thể nói, bộ phim năm vừa rồi đi theo một hướng phá cách, đơn thuần là hành trình của Momotaro cùng bốn người bạn đồng hành giải cứu cho những người bị biến thành Hitotsuki trước khi nhóm não nhân kịp ra tay thanh trừng họ. Phim gần như không có một cốt truyện lớn xuyên suốt, và đúng theo như mô tả từ phía nhà sản xuất, nó chỉ là cuộc sống hàng ngày của một nhóm người hùng. Chính yếu tố này khiến cho Dawn Brothers rất khác biệt khi so sánh với những bộ Super Sentai truyền thống. Vì được biên kịch Toshiki Inoue chấp bút, phim mang đậm những yếu tố drama, đặc biệt với những mối quan hệ tình cảm tay ba, mối quan hệ bạn, thù giữa các phe phái đối lập. Có thể nói, mâu thuẫn giữa tình tay ba Tsuyoshi, Miho Natsumi và Tsubasa cùng những sự kiện xoay quanh các thú nhân là những nút thắt, những cao trào nổi bật nhất trong cả bộ phim. Xét về tổng thể, Dawn Brothers là một bộ phim có rất nhiều những tập thừa, những fillers, còn nội dung chính thì chỉ được giải rác, phân bố nhỏ giọt ở từng tập phim. Đối với những khán giả dễ tính, điều này có thể không quá to tát, nhưng với những ai đòi hỏi một bộ phim nhiều tình tiết, nhiều cao trào và nút thắt, cốt truyện liền mạch, xuyên suốt, tiến triển, logic, thì Dawn Brothers không đáp ứng được yêu cầu này. Đối với những bộ Super Sentai truyền thống, các quái tuần là nhân tố chủ chốt cho tình tiết của mỗi tập phim. Nhưng ở Dawn Brothers, đôi khi tình tiết trong tập lại xoay quanh chính thú nhân, não nhân và nhóm Dawn Brothers. Các quái tuần đôi khi chỉ xuất hiện ở cuối tập phim cho có, rồi nhanh chóng bị tiêu diệt, hóa khổng lồ, rồi lại tiếp tục bị tiêu diệt. Một cái dở khác của bộ Dawn Brothers cũng có thể nói là đặc trưng cho cách viết kịch bản của biên kịch Inoue là sự gấp rút, vội vã khi phim đi tới đoạn kết. Mâu thuẫn tình tay ba, mối đe dọa của các thú nhân, những nạn nhân bị não nhân thanh trừng hay cuộc đối đầu với Hitotsuki mạnh nhất đều bị giải quyết một cách chóng vánh bởi sự bá đạo và ao trình của Momotaro hay Đào Minh Chủ. Mặc cho việc phim đã mất rất nhiều thời gian để cài cắm các tình tiết, gây bao sự tò mò và trông ngóng cho khán giả. Thêm một điều nữa là việc những item nâng cấp, những cắt tay mới trong phim cứ từ đâu xuất hiện mà không có những dẫn dắt, những giải thích cụ thể, khá gây khó chịu. Việc nâng cấp sức mạnh chỉ đơn giản là nâng cấp, chứ không phải nhóm Dawn Brothers gặp những khó khăn nên cần phải nâng cấp sức mạnh để trở nên mạnh hơn. Điều này gây ra cảm giác việc nhóm Dawn Brothers có nâng cấp hay không thì kết quả của trận chiến cũng vẫn như vậy. Chỉ có duy nhất con gà cúng Omikoshi Phoenix là được giới thiệu rõ ràng cho người xem. Một trong những sức mạnh ấn tượng của nhóm Dawn Brothers là Avatar Chain. Giới thiệu cơ chế hoạt động của nó giống như một phiên bản Sentai của Kamen Rider DK. Nó khá tương tự với Gokai Chain. Điểm khác biệt là Avatar Chain sẽ giữ nguyên phần thắt lưng và sẽ biến đổi giữ nguyên giới tính, chiều cao, cân nặng của chiến binh gốc. Nó giống như việc đổi avatar trong game vậy. Nhưng nó mang ưu thế hơn Gokai Chain ở chỗ
Avatar Chain không cần phải xin xỏ vay mượn sức mạnh của đội khác. Ngược lại, Avatar Chain lại có nhược điểm, đó là chỉ có thể biến hình được đúng vị trí mà thành viên đó đang đảm nhiệm, tương ứng với màu sắc của họ. Do đó, việc Avatar Chain ra một đội trọn vẹn hầu như là rất hiếm. Mặc dù ấn tượng là thế, nhưng Avatar Chain hầu như lại rất ít khi được sử dụng trong Dawn Brothers. Có lẽ nhà sản xuất không muốn cơ chế này nổi bật hơn đặc trưng Gokai Chain của Gokaiger. Một phần nào đó lại không muốn làm lu mờ các kỹ năng khác của nhóm Dawn Brothers. Ngoài ra, phim xảy ra tình trạng cài cắm kha khá những chi tiết ở đầu phim nhưng lại bỏ quên nó suốt một thời gian dài tới gần cuối phim hoặc quên luôn không nhắc gì thêm. Có thể kể đến như giải thích thân phận thật sự của Master Kaito, Kibi Point và cơ chế vận hành, tính điểm, lý giải về các Sentai Gear và nguyên nhân thu thập chúng, sự phát triển nhân vật và hợp nhất hai nhân cách của Momota Nijiro, lý do Inuzuka Tsubasa phải giữ bí mật về sự biến mất của Natsumi suốt một năm trời. Các vấn đề này khi được hỏi tới hay những khúc mắc giữa hai nhân vật với nhau, tưởng chừng như chúng ta sẽ có lời giải thích hợp lý, thì cái mà chúng ta nhận được chỉ là chuyện dài lắm, quan trọng hơn là hết giờ thăm rồi, vân vân và mây mây. Và nếu như các bạn có mong chờ về một tập cuối hoành tráng hay một chùm cuối nguy hiểm, bá đạo, gây khó dễ cho những người hùng của chúng ta, thì tốt nhất là các bạn không nên kỳ vọng gì nhiều khi xem Dawn Brothers. Bởi bộ phim gần như không có chùm cuối. Tập cuối của phim được dẫn dắt giống như một tập phim bình thường, với chút cao trào hơn mà thôi. Như chúng mình đã nói ở trên, đây là một bộ phim xoay quanh cuộc sống thường ngày của một nhóm người hùng. Xong, bỏ qua những khuyết điểm ở cốt truyện, thứ mà Dawn Brothers đem tới để chiếm trọn tình cảm của khán giả trong suốt một năm vừa qua chính là tinh thần và năng lượng của bộ phim. Từng tập phim đều rất sôi nổi, nhiệt huyết, vui tươi, với những tình tiết gây cười thú vị và sự tương tác ăn ý, dễ thương, gần gũi của các nhân vật trong phim với nhau. Tất cả đem tới sự thư giãn, giải trí cho khán giả. Và sau suốt một thời gian dài gắn bó cùng với bộ phim, nguồn năng lượng tích cực này đã khiến cho khán giả yêu mến Avatar Sentai Dawn Brothers từ lúc nào không hay. Và xin chúc mừng, Dawn Brothers cũng là một bộ phim ít tăm tối nhất của Park Inoue trong lĩnh vực tokusatsu. Nếu như không tính phép phản diện, số lượng người chết hầu như là bằng không. Tiếp theo, chúng mình sẽ điểm mặt sơ lược và nhận xét về dàn nhân vật trong phim, yếu tố được mình cho là thu hút nhất của Dawn Brothers. Đầu tiên là Momotaro, Don Momotaro. Cậu là người của hoàng tộc Don, gia tộc báo đời nhất của thế giới não nhân. Khi xưa, từng được gửi tới thế giới loài người thông qua cái nôi hình trái đào và được Momoji nuôi nấng. Momotaro có nhiệm vụ cùng 4 người bạn đồng hành thanh tẩy cho các Hitotsuki. Momotaro là một người tài năng, xuất chúng ở nhiều lĩnh vực, song lại khá thiếu trải nghiệm sống và cách đối nhân xử thế. Cậu không thể nói dối, mỗi lần cố làm vậy, cậu sẽ chết tạm thời. Chính vì lẽ đó, Taro có tính cách rất bỗ bã, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó và có phần cao ngạo nữa. Điều này là nguyên nhân cho cả một tuổi thơ cậu bị mọi người xung quanh xa lánh. Song, Taro cũng có rất nhiều điểm tốt. Ban đầu, cậu thể hiện thái độ coi nhóm Dawn Brothers hiện tại là những người bạn đồng hành có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Nhưng trong thâm tâm, cậu lại rất quan tâm đến đồng đội của mình, muốn kết nối với họ, tôn trọng quyết định của họ, hầu như không hề từ chối bất kỳ đề nghị gì. Việc đi hay ở lại nhóm đều là quyết định của riêng mỗi người. Dần dần, khi sát cánh cùng nhau, Taro cho thấy mình là một người đội trưởng mẫu mực, là chỗ dựa cho tất cả mọi người, không chỉ bởi thực lực chiến đấu của cậu quá đáng gờm, mà còn bởi việc cậu luôn thầm lặng ở phía sau giúp sức cho những người đồng đội của mình, cứu nguy cho họ trong những lúc hoạn nạn và éo le nhất. Sau cùng, tất cả thành viên Dawn Brothers đã trở thành một gia đình quan trọng, gắn kết của Taro, những người mà cậu hết mực yêu quý và trân trọng. Nhìn chung, Momotaro có thể nói là một kiểu chiến binh Red không giống ai so với các đội tiền nhiệm về cả tính cách lẫn sức mạnh. Không phải kiểu Mr. thân thiện, nhiệt huyết, sẵn sàng kết nối đồng đội như bao Red khác, nhưng vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc. Taro cũng là một nhân vật chết nhiều nhất trong Dawn Brothers cũng như lịch sử Super Sentai, giống như cựu admin của RTK Media vậy. Xong, cái kết của Momotaro ở cuối phim là mình cảm thấy không hài lòng cho lắm. Rất đường đột, không một lời giải thích hay chi tiết cài cắm trước đó, Taro mất dần ký ức về những trận chiến, những người đồng đội của cậu để được nghỉ ngơi sau một hành trình dài chiến đấu. Đây là điều vô cùng đáng tiếc đối với một nhân vật tạo thiện cảm tốt như Taro. Mình đã mong cậu sẽ có một kết cục viên mãn bên cạnh những người đồng đội của mình, thay vì một lần nữa phải trở nên cô độc như xưa. Thành viên thứ hai trong đội là Saruhara Shinichi, Saru Brother. Cậu là một người đam mê tư duy thẩm mỹ wabi-sabi và làm thơ haiku. Shinichi có thể nói là một kẻ khá lập dị, với lối sống không giống ai. Cậu ăn uống bằng trí tưởng tượng, không xài tiền, hay chính xác hơn là không thể đụng tới tiền.
Shinichi có thể coi là bộ óc chiến lược của cả đội, là người có tiếng nói thứ hai chỉ sau Momotaro. Cậu là người khá giỏi giang, uyên bác và có tài ăn nói. Xong, Shinichi lại là thành viên được khai thác mờ nhạt nhất trong đội. Cậu có rất ít những tập phim riêng, cũng không được đào sâu về xuất thân, quá khứ, ít có sự phát triển tính cách và nội tâm. Mình cũng không rõ lý do gì mà biên kịch lại ngó lơ nhân vật này như vậy, nhưng mình thực sự cảm thấy rất tiếc cho cậu vì không được quan tâm khai thác và phát triển một cách đúng mực, xứng đáng. Thành viên thứ ba là cô bé Kito Haruka, Oni Sister. Có thể nói bên cạnh Taro thì Haruka là một nhân vật trung tâm của cả bộ phim. Phim cũng được khởi đầu bằng hành trình và góc nhìn của cô bé này. Haruka hiện vẫn còn đang là một học sinh. Cô là một mangaka có tiếng, có những thành công bước đầu trong sự nghiệp họa sĩ của mình. Xong một cái nọ, cô bị dính nghi án đạo văn, sự nghiệp xuống dốc. Đó cũng chính là thời điểm mà cô được chọn để trở thành một Dome Brothers. Nhận được sự tư vấn từ Momoichin, cô bé nguyện trung thành đi theo để phó tá cho Momotaro. Cô tham gia Dome Brothers chỉ để thực hiện điều ước trở lại cuộc sống ban đầu. Xong, khi cô nhận ra việc mình rời bỏ làm Oni Sister sẽ gây bất hạnh cho người thay thế, cô ý thức được trách nhiệm của bản thân cũng như dần dần yêu mến việc trở thành một Dome Brothers. Haruka là một cô bé lạc quan, trong sáng với tính cách có phần hơi trẻ trâu, xéo sắc, tưng tửng. Kỹ năng lái xe của cô đẳng cấp tới mức nếu như không làm Dome Brothers thì cô chắc chắn có thể tham gia vào đội Fast and Furious. Vai trò trong đội cũng như trong phim của cô xếp thứ 2 sau Momotaro, thể hiện ngay từ đầu trong concept của nhóm là câu chuyện Đảo Thái Lang, câu chuyện về Momotaro chiến đấu với quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Super Sentai, câu chuyện của phim được dẫn dắt thông qua nữ chính. Nhắc đến Haruka thì không thể không nhắc đến danh hiệu quả bóng vàng. Việc cô bé bị Taro hay những nhân vật khác trong phim sút ngã, đẩy ngã, quật ngã dường như trở thành một thương hiệu, một chất riêng cho cả bộ phim. Ngoài ra, cũng phải dành sự khen ngợi cho diễn viên Shida Kohaku vì đã hóa thân rất trọn vẹn nhân vật Haruka. Tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng cô bé diễn biểu cảm vô cùng tốt, khiến những nét hài của nhân vật không bị trở nên vô duyên, lố lăng, mà ngược lại chiếm được rất nhiều tình yêu thương của khán giả. Tiếp theo là Inuzuka Tsubasa, Inu Brother. Thành viên có thể nói là xui xẻo nhất của nhóm Dome Brothers. Trước đó một năm, cậu là diễn viên sân khấu kịch, có một mối tình đẹp với cô bạn gái Natsumi. Bất ngờ một ngày nọ, Natsumi bị bắt cóc vào khu rừng say ngủ của thú nhân. Còn Tsubasa bị yêu cầu phải giữ bí mật về câu chuyện này trong một năm thì bạn gái sẽ quay về. Sau đó, cậu trở thành một Dome Brothers, đồng thời bị gán trở thành tội phạm truy nã gay gắt. Suốt một năm trời ròng rã, Tsubasa phải sống chui sống lủi, lẩn trốn cảnh sát. Khi được lệnh gọi thì tới hỗ trợ cho nhóm Dome Brothers chiến đấu với Hitotsuki. Tuy có vẻ ngoài khá gai góc và khó gần, nhưng Tsubasa lại là một chàng trai lương thiện, sống có tình, luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh. Trong giai đoạn tìm kiếm cách giải cứu cho Natsumi, Tsubasa gặp được cô nàng Sononi bên phe lão nhân. Trải qua rất nhiều thăng trầm, tuy Tsubasa đã thành công giải cứu được cho Natsumi, nhưng hai người lại không thể đi tiếp với nhau. Tsubasa sau đó cùng với Sononi sống tiếp cuộc đời lẩn trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Nhắc đến Inuzuka Tsubasa thì phải nhắc đến sự bí ẩn trong danh tính của anh với những người đồng đội Dome Brothers. Suốt 4 phần 5 bộ phim đồng hành sát cánh cùng nhau, nhưng không một ai biết được thân phận thật sự của Inu Brothers. Mãi tới sau này khi mâu thuẫn, xung đột của Tsuyoshi và Tsubasa trở nên gay gắt, căng thẳng thì cả nhóm mới biết được thân phận thật của Inu Brothers. Tiếp theo là Kishino Tsuyoshi, Kishi Brother. Một nhân viên văn phòng bình thường, Tsuyoshi không có điểm gì quá nổi bật trong mắt của những thành viên khác. Niềm tự hào lớn nhất của anh là có một mái ấm tuyệt vời với cô vợ Miho. Tsuyoshi có tính cách khá rụt rè, nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Anh đặc biệt yêu vợ, coi vợ như lẽ sống của đời mình. Tình yêu này thái quá và có phần rất cực đoan. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ vợ, thậm chí ra tay với bất kỳ kẻ nào dám đụng tới vợ của mình. Chính điều này là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn rất lớn giữa anh và Tsubasa khi cô vợ Miho chính là thú nhân hạc và người bị cô sao chép nhân dạng không ai khác lại chính là Natsumi, bạn gái thất lạc của Tsubasa. Tuy là đồng đội của nhau, nhưng vì để bảo vệ Miho mà không ít lần Tsuyoshi cam tâm hãm hại Tsubasa một cách bất chấp. Sự cực đoan trong tình yêu của Kishino còn nhiều lần biến anh trở thành Hitotsuki. Nếu tính cả trong sân khấu Jirosso thì Kishino đã hóa Hitotsuki tổng cộng những 4 lần và anh tuyên bố vì Miho, anh còn có thể biến thành Hitotsuki thêm nhiều lần nữa. Anh là nhân tố khá phá cách trong Super Sentai
khi một người hùng vì mong muốn của bản thân lại sẵn sàng hóa thành quái nhân hay làm hại tới người khác. Nhắc tới Kijino Shioshi thì cũng phải đề cập tới sự hóa thân tài tình của nam diễn viên Hirofumi Suzuki. Anh đã thực sự thổi hồn vào nhân vật này một cách đầy thuyết phục. Có thể nói Suzuki là người có diễn xuất tốt bậc nhất trong dàn diễn viên của Doom Brothers. Sixth Senshi của nhóm chiến đội này là Momotani Jiro, Don Doragoku và Don Thorabolt. Giống với Taro, Jiro cũng là người của vương tộc Don, được gửi tới thế giới loài người từ khi còn nhỏ và được chú Terasaki nuôi dưỡng. Jiro nuôi hoài bão trở thành một người hùng thực thụ. Vì một lý do nào đó, Jiro có hai nhân cách cùng tồn tại song song. Một nhân cách hòa nhã, cởi mở, tốt bụng, trẻ con, cùng một nhân cách đầy đố kỵ, cục cằn và cực đoan. Hai nhân cách này lần lượt cho Jiro hai dạng Senshi là Don Doragoku và Don Thorabolt. Jiro có một câu chuyện đầy bi kịch được tiết lộ vào mạch sau của bộ phim. Chú Terasaki, người nuôi nấng cậu bấy lâu nay, lại chính là thú nhân cánh cụt. Ông tạo ra ảo ảnh về bạn bè và dân làng nơi Jiro sống, nuôi nấng cậu trong sự lừa dối, che đậy bao lâu nay, để một ngày thay thế ông làm người bảo hộ cho khu rừng thú nhân. Sự kiện này đã tác động tâm lý rất lớn, khiến cho hai nhân cách của Jiro hợp lại làm một. Song, đây cũng là điều khá đáng tiếc, vì tình tiết được xử lý một cách quá gấp gáp. Cá nhân mình mong muốn biến cố này của Jiro được triển khai trong phim sớm hơn, để cậu có nhiều thời gian đấu tranh nội tâm, vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn, phát triển nhân vật và hòa hợp hai nhân cách theo cách thuyết phục và hợp lý hơn, chứ không phải chỉ chóng vánh qua hai tập phim như vậy. Ở mạch giữa của phim, Jiro cũng được xây dựng mối quan hệ bạn thù khá thú vị với Don Murasame, song lại bị bỏ ngỏ và không được khai thác sâu. Sẵn nhắc tới Don Murasame, cậu là vũ khí được tộc Don tạo ra để tiêu diệt thú nhân. Cũng như Taro và Jiro, cậu cũng được dựa trên một truyền thuyết, đó là yêu kiếm Muramasa, thanh yêu kiếm khát máu, kiểm soát vật chủ để giết chóc. Tên của cậu cũng là sự chơi chữ, ghép từ Mura cho Murasaki, màu tím, hoặc Muramasa, và Same, cá mập. Giống với Jiro, cậu cũng có hai nhân cách cùng tồn tại, là một ý chí của riêng cậu, luôn tò mò và hiếu kỳ như một đứa trẻ. Còn nhân cách thứ hai là Mother, có thể coi là ý chí của những người đã tạo ra cậu, mách bảo cho cậu những gì cần làm. Qua một vài tương tác, người xem thấy được cả Jiro và Murasame đều trăn trở về thân phận và nhiệm vụ của bản thân và đang tìm cách để dần học hỏi và làm chủ chính mình. Tiếc là Murasame càng về sau càng trở nên mờ nhạt và thừa thãi. Ngay cả vai trò giải quyết vấn đề xoay quanh thú nhân sau này cũng đặt vào tay Momotaro, khiến Murasame dần dần chẳng còn một giá trị gì cho mạch phim. Nguyên nhân chính có thể thấy đây là pha tự hủy tới từ phía nhà sản xuất, khi mà đẻ ra tình tiết rằng nếu như Murasame tiêu diệt thú nhân thì người gốc cũng sẽ chết, dẫn đến việc lý do duy nhất Murasame tồn tại cũng bị lãng phí. Đây là điều vô cùng đáng tiếc, bởi Murasame có những tiềm năng khai thác dễ dàng nhìn thấy được, mà sau cùng lại không được sử dụng tới. Về phía não nhân, chúng ta được giới thiệu tổng cộng là 8 người, nhưng chỉ có 3 nhân vật nòng cốt đi theo phim từ đầu tới cuối. Do đó trong clip này, mình sẽ chỉ đề cập tới 3 người mà thôi. Đầu tiên là Sonoi, lãnh đạo nhóm 3 thành viên não nhân, một người lịch thiệp, điềm tĩnh, muốn học hỏi về nghệ thuật của loài người. Sonoi mang trong mình tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng giang tay cứu giúp người vô tội. Song, cũng không ngần ngại xuống tay tiêu diệt các Hitotsuki, những kẻ làm ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới não nhân. Trong quá trình sinh sống tại thế giới con người, Sonoi kết giao mối quan hệ nửa kẻ thù, nửa tri kỷ với Momotaro. Anh ngưỡng mộ sự thật thà và thân thiện của Taro, nhưng vẫn phải đứng đối nghịch chiến tuyến do sự khác biệt về tư tưởng chiến đấu và vì Taro là người của hoàng tộc Don. Thế nhưng sau nhiều lần tử chiến, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khăng khít hơn và rồi Sonoi trở thành một người bạn đồng hành sát cánh chiến đấu với Taro. Kế đến là Sononi, người muốn học hỏi về tình yêu của nhân loại. Việc con người sẵn sàng hy sinh cũng như trải qua khổ đau để bảo vệ tình yêu là thứ khiến cho Sononi tò mò. Cô đặc biệt hứng thú với Inuzuka Tsubasa và muốn quan sát cách anh giải cứu cho tình yêu của đời mình. Thế nhưng sau này, chính Sononi lại nảy sinh tình cảm đối với Tsubasa. Tình cảm ấy thậm chí còn khiến cô nuôi âm mưu mượn tay Tsubasa để tiêu diệt Natsumi, vươn lên trở thành chính thất. Vì tình yêu, cô cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Tsubasa sau đó đã phải dùng tới Kibi Point để cứu mạng cho Sononi. Sau này khi gia nhập Don Brothers, Sononi không giấu nổi tình cảm dành cho Tsubasa, luôn đi theo để bảo vệ cho cậu khỏi những rắc rối. Và sau cùng, hai người cũng được bên nhau sống cuộc đời chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Sau cùng là Sonoza, người muốn học hỏi về cảm xúc của con người.
Sonoza là một gã lập dị và cục cằn. Ban đầu, hắn muốn học được cách con người cười và khóc. Sau đó, hắn được dịp tiếp cận với những cuốn manga của Haruka. Biết được cô bé đang trong giai đoạn sa sút phong độ, Sonoza trở thành tổng biên tập, giám sát chất lượng sản phẩm của Haruka, giúp cho cô bé sớm có lại được hào quang rực rỡ trong nghề. Tuy là kẻ địch trên chiến trường, nhưng mối quan hệ nghề nghiệp của Haruka và Sonoza lại khá khăng khít. Sonoza từng có một thời gian ngắn kiểm soát và sử dụng Dome Murasame. Sau khi chiến đấu, hắn thường phong ấn Murasame bằng các trang truyện của Haruka nhằm mục đích kiểm soát tâm hồn hung bạo của Murasame. Nhìn chung, những nhân vật chính trong Dome Brothers đa phần đều khá thú vị, có tính cách riêng nổi bật và có nhiều tương tác qua lại thú vị, giàu năng lượng, là yếu tố cốt lõi thu hút sự yêu thích của khán giả. Việc các mối quan hệ trong Dome Brothers được đan xen chồng chéo với nhau một cách phức tạp cũng là đặc trưng trong cách viết kịch bản của biên kịch Inoue, đã được thể hiện khá rõ trong Kamen Rider Files hay Kamen Rider Kiva. Thế nhưng phần nhân vật cũng có khá khá những điểm tệ cần phải nói tới, như ở phía trên mình có đề cập tới sự thừa thãi của nhân vật Murasame, hay nhân vật Master Kaito, chủ quán cà phê Domura, người được giữ danh tính bí ẩn suốt từ đầu tới cuối phim mà không có một lời giải thích nào cụ thể. Phe thú nhân cũng rất nhạt nhòa, được giới thiệu là một phe nguy hiểm, gây họa cho cả loài người lẫn não nhân. Tuy nhiên các tình tiết xoay quanh thế lực thứ ba này lại rất mờ nhạt và chóng vánh. Nếu như tạo ra phe này trong phim chỉ để làm vật dẫn cho drama tình cảm Miho Natsumi cùng Tsuyoshi và Tsubasa thì cũng không thật sự cần thiết. Thêm vào đó, hai nhân vật Don Killer và Don Killer Killer cũng được cho vào phim một cách vô thưởng vô phạt. Được giải thích là giải pháp xử lý khi nhóm Don Brothers làm loạn, đi lệch với mục tiêu ban đầu. Ngoài ra, năm nạn nhân còn lại được thêm vào sau này tạo cảm giác rối rắm một cách không cần thiết cho bộ phim và cũng không thể hiện được gì quá nổi bật. Giá như số lượng nhân vật có thể tiết chế lại và tập trung đất diễn, xây dựng sâu hơn cho những nhân vật có tiềm năng thì có lẽ Dome Brothers đã tốt hơn rất nhiều. Xét về âm nhạc, nhạc phim Dome Brothers thực sự rất hay và không có điểm nào để chê cả. Hai ca khúc chủ đề Orekoso Only One và Dome Boo Dome Brothers do Murasaki Win thể hiện đều rất sôi động, mang đậm tinh thần lễ hội và vô cùng bắt tai. Những bản soundtrack hay background music trong phim cũng đặc trưng, đáng nhớ, thể hiện rất rõ tinh thần của bộ phim và khơi gợi được cảm xúc cho khán giả xem phim. Khâu hành động cũng là một điểm sáng của bộ phim. Dome Brothers có nhiều cảnh chiến đấu mãn nhãn với góc quay đa dạng, chỉ đạo võ thuật rất tốt, cùng những hiệu ứng cháy nổ hoành tráng. Trái lại, phần kỹ xảo của phim lại nửa nạc nửa mỡ, lúc tốt, lúc tệ. Có những tập kỹ xảo vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng có những tập kỹ xảo tệ tới không ngờ. Đặc biệt là những tập có sự xuất hiện của Black Onitaijin Murasame, kỹ xảo thường vô cùng tệ hại. Song, kỹ xảo dùng cho các chiêu tất sát của nhóm Dome Brothers nói chung hay của Dome Momotaro nói riêng thường rất sặc sỡ và đỉnh cao. Giờ sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Dome Brothers là một bộ phim khá thành công khi đứng thứ tư về top những từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội của Nhật Bản. Mẫu đồ chơi DX Dome Onitaijin cũng giành được giải cao nhất hạng mục đồ chơi dành cho nhân vật hư cấu của Japan Toy Award. Dome Brothers cũng đạt thành công về doanh số bán sản phẩm đồ chơi ăn theo khi đạt tăng trưởng 8% so với năm trước đó. Theo Shinichiro Shirakura, việc cho Inu Brother và Kiji Brother xài CGI là để vượt qua giới hạn phục trang thông thường, tạo sự sáng tạo trong thiết kế nhân vật, phá bỏ truyền thống về màu sắc và giới tính. Việc biên kịch Toshiki Inoue được lựa chọn để theo bộ phim này cũng là do Shirakura cảm thấy ông là người phù hợp để phá bỏ những khuôn mẫu vốn có của Super Sentai, đem đến một bộ phim tự do, phóng khoáng và phá cách hơn như cách mà khi xưa ông đã làm với Jetman. Từ Avataro trong chiến đội là sự kết hợp giữa Avatar và Momotaro. Dome Brothers cũng đánh dấu sự bén duyên trở lại của hai nhân tố lão làng thuộc Toei. Biên kịch Inoue Toshiki quay trở lại sau 30 năm kể từ Chojin Sentai Jetman, còn đạo diễn Ryuta Tasaki quay trở lại sau 22 năm kể từ Gingaman. Nhân vật Don Doragoku được lấy cảm hứng từ Tôn Ngộ Không. Tên vùng quê nơi cậu sinh sống cũng là chơi chữ từ Hoa Quả Sơn. Tạo hình dạng biến thân của nhóm não nhân đều được dựa trên các nhân vật nổi tiếng khi xưa trong làng Tokusatsu. Sonoi dựa trên Chojin Baruwan, Sononi dựa trên Condor Man, Sonoza dựa trên Kage Star, Sonoshi dựa trên Kamen no Ninja Akakage, Sonoho dựa trên National Kid, Sonoroku dựa trên Choco Senshi Chagerian. Vậy trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về Avatar Sentai Dome Brothers.
Để tổng kết, đối với cá nhân mình, Doom Brothers không phải là một bộ phim hay, nhưng nó lại là một bộ phim vô cùng đáng nhớ, một bộ phim giàu cảm xúc và tạo thiện cảm rất tốt trong lòng khán giả. Quãng thời gian một năm vừa qua đồng hành cùng bộ phim là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Mong rằng trong những năm tới, Super Sentai sẽ có thêm những bộ phim chất lượng hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Hãy để lại bình luận của bạn về bộ phim này, cũng như về video của nhóm chúng mình nhé. Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng mình muốn bàn luận và chia sẻ về bộ phim này, nhưng giờ thăm đã hết rồi. Mình là Kai Toki của RTK Media. Tạm biệt! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!